Không ăn đâu. Em nhìn 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 nhìn. Bây giờ em không ăn đi. Cà Lâm cái gì? Em không ăn thì em ngậm đi cho ảnh ăn. Sao vậy? Sao Cà Lâm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa sao bên đây Cà Lâm luôn rồi? Hả? Em nhìn nhìn. Cái gì vậy? Cái gì? Ủa sao bòi Cà Lâm luôn vậy? Vụ gì? Hả? Em nhìn cái miệng của ảnh. Cái miệng sao? Cái miệng tao dễ thương mà. Cái bé bị gì vậy? Em nổ sọc vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Mời em trai ghế xanh giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt, xin chào hai bạn nữ bên kia, xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Rồi, rõ ràng. Em tên là Lê Thái Hà, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm bên kế hoạch sản xuất, kiêm giám sát sản xuất. Ngoài ra em còn một số công việc khác như là quản lý nhà hàng, quán cà phê. Cậu giờ em giới thiệu đi nè. Dạ em chào hai vị MC và chào hai chàng trai bên đó với lại khán giả. Em tên là Nguyễn Hồng Lan, 25 tuổi. Hiện tại em đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm về thiên nhiên, tinh dầu và lại dầu gội thiên nhiên. Quê của em là ở Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn cũng khá lâu, cũng được 6-7 năm. Là lên Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Là giám đốc đúng không? Dạ. Giám đốc có gì Tường ơi? 25 tuổi trẻ mà làm giám đốc sớm quá ha. Dữ lắm á trời. Người ta làm mai cái cô áo xanh đó cho anh bên đây. Ông ngồi ông cười tươi rồi rối à. Rồi chàng trai đến ngồi trên ghế đỏ giới thiệu đi. Lần đầu tiên thì cho em xin phép kính chào bà mối. Chào ông Mai, chào các bạn và xin chào tất cả khán giả. Trời ơi, này hai chàng trai ai cũng lễ phép quá trời. Nếu lời chào có hấp tấp, xin quý vị bỏ qua. Kính chào cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ. Cho dù có duyên hay nợ cũng xin gửi một lời chào. Dù có ai nói ra nói vào cũng xin chào tất cả. Lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Trời ơi. Mình tên là Nguyễn Khả Linh, mình 27 tuổi. Mình quê gốc thì tại Cà Mau. Mình hiện tại đang là diễn viên và kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em thì có kinh doanh lò bánh tét. Lò bánh tét? Dạ đúng. Là làm chủ luôn? Dạ đúng ạ. Có đại lý trên này bán chưa? Dạ trên đây thì em chưa có đại lý. Trời ơi, làm đại lý luôn đi. Dạ thường thường em chỉ giao sỉ cho mấy đại lý ở các tỉnh à. Bỏ sỉ cho chị đi, chị bán lẻ ra cho. Dạ nha. Đây để bên đây là chấm ra là có diễn viên nè, có lò bánh tét nè. Em có gì em giới thiệu đi nè. Đầu tiên thì em xin được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường cùng với toàn thể khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Đặng Thị Tú Anh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang hoạt động tại Học viện Đào tạo Nghệ thuật Ái Ngọc. Học viện Đào tạo Nghệ thuật, đó là chuyên về gì? Dạ, chuyên về ca, hát và MC. Trời ơi, vậy là trùng nhau rồi. Là có đào tạo diễn viên luôn không? Dạ có. Có luôn nha, một cái sự trùng khớp nhẹ nhàng ấy Tường ơi. Có làm sao người ta mới kết đôi với nhau chứ. Rồi sao nữa nè, em có cái lò bánh tét hay là lò bánh chưng gì không? Dạ không, em có dựa gạo. Dựa gạo Tường ơi. Trời ơi, không có gạo sao làm bánh tét bánh chưng. Trời ơi, hay quá vậy. Phải không? Rồi, dạ. Dựa gạo ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Tháp. Và đặc biệt là nhà em bán nếp nhiều á. Bánh tét thì cần có nếp á. Trời ơi. Không ấy, em cho cái cặp đôi này ra bấm nút luôn đi, mình khỏi mai mối nữa. Tôi quay là cặp ghế xanh nè. Tên Hà phải không? Dạ, em tên Hà. Tên Lan phải không? Đi Hà Lan chơi không? Trời vậy đi. Rồi. Hà. Dạ. Điểm mạnh của em là gì Hà? Dạ, theo em nghĩ điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Thứ hai em biết nấu ăn, biết pha chế. Wow. Dạ, thứ hai em có thể là đảm nhiệm được công việc nhà. Biết giặt đồ, lau nhà, quét nhà vậy không? Dạ, biết cái đó thì đơn giản. Giặt đồ sạch không? Dạ, sạch chứ. Yên tâm đi, giặt không sạch thì chị cũng tài trợ cho em bột giặt cho anh ha. Dạ. Bột sạch luôn. Dạ. Yên tâm. Dạ. Để... Lá và giặt vô dạ. Một lần luôn. Dạ. Tuyệt vời không? Dạ, quá tuyệt vời. Điểm yếu của em? Dạ, em nghĩ em hơi nóng tính chứ. Tại vì... Trời, làm quản lý mà nóng tính hả? Dạ, cũng phải nóng tính chứ chị. Mỗi lần mình nóng tính lên là sao? Nóng tính thì có cái thì... Em la tí rồi em quay đi thôi để khi hạ cái cơn nóng xuống. Mà thường là tự lên là tự xuống hay sao? Dạ tự lên tự xuống. Có thể điều khiển được cảm xúc của mình không? Bây giờ bên đây giám đốc mới lên tiếng nè. Điểm mạnh điểm yếu nè, vì sao lại cô đơn cho tới giờ này? Điểm mạnh của em thì tự lập trong kinh tế với lại biết nấu ăn rồi làm việc nhà này nọ. Nhưng mà điểm yếu của em là chắc tại em ưa ghen với lại hay lèm bèm. Chà, nói vậy là có một cái bề dày về những cuộc tình trước á ha. Vì sao tới cô đơn vậy? Do em còn bị
tổn thương về cái mối tình đầu nhiều quá, với lại lo làm nhiều quá nên chưa có sự tập trung vào tình cảm nhiều. À, em trải bao nhiêu cuộc tình rồi? 2-3 gì đó. 2-3 mà còn tổn thương tới mối tình đầu là khúc nào khúc đầu trời? Cái nào là cái đầu? Cái đầu tiên là hồi đó còn nhỏ mới lớn. Là bị tổn thương tới giờ luôn nhiều hả? Mới lớn là bao nhiêu? Là hồi đó chắc cũng được 17 tuổi, 18 tuổi rồi. Ừ. Quen anh đó cũng được mấy năm. Quen mấy năm, quen được mấy năm? 5 năm. Trời, 5 năm mà sao chia tay uổng vậy em? Hồi đó cũng thương anh lắm rồi. Cái ảnh đi nghỉ vụ rồi cũng đi tới đi lui mà về cái gia đình ta không có chịu. Mối tình đầu đi đâu nè? Đi cưới vợ rồi. Đi cưới vợ rồi. Đi cưới vợ rồi. Thôi em ơi, người ta đi cưới vợ rồi mình bỏ đi em ơi. Nha. Mình đừng có nghĩ tới nữa. Mình phải có một nguồn gió mới. Đây nè, nghe cái nguồn gió mới bên kia nè. Bên kia có chuyện tình gì không? Kể nghe đi. Dạ, em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình luôn. Lúc học cấp 3 thì chỉ mới cảm nắng thôi. Tình yêu mới nhú ra ha. Chưa nắm tay luôn. Kiểu là cái tình cảm, cái nhắn tin qua lại thế thôi. Rồi mối tình giữa thì sao? Mối tình giữa của em thì năm 2015 ấy giờ. Ừ. Quen cũng được trong vòng 1 năm thôi. Nhưng mà tại vì cái quan điểm tôn giáo, em nghĩ là cái tình yêu giữa hai người cũng không đủ lớn nữa. Thì không chưa vượt qua được. Dạ, chưa vượt qua được. Rồi cái đó, cái ba. Cùng cách đây 2017, bạn ấy đi Nhật. Bạn đi rồi, bạn đi luôn, bạn không về nữa. Dạ. Bây giờ qua cặp kia, Linh, Khả Linh, sao con tên giống tên con gái quá vậy? Tên em ai cũng nói giống gái, điều quan trọng cái người mình men là được chị. Men không? Men dữ lắm. Men dữ lắm đúng luôn lắm hả? Luôn. Trời ơi, men dữ lắm là em tò mò liền luôn á trời. Men dữ lắm luôn. Chào anh đại ca. Trời cũng men đó ha. Bây giờ men thì men giới thiệu đi men. Cái điểm mạnh của em thì ngoài đẹp trai chứ không độ ra, đẹp trai chứ không độ ra thì em không còn điểm mạnh gì. Tự tin là một cái tính cần thiết của một người nghệ sĩ. Em thấy thế mạnh của em là mạnh lắm luôn rồi đó. Trong tình yêu thì em rất là chung thủy và rất là biết quan tâm. Sao em biết em chung thủy? Tại vì khi mà em yêu ai á, cho dù em có dễ làm quen với các bạn khác, em có dễ bắt chuyện nhân dân mà mình không có nghĩ xa hơn nữa, chỉ cái đầu chỉ nghĩ đến người yêu mình của mình thôi. Em có mối tình nào chưa? Dạ em đã trải qua được 2 mối tình. Em chia tay họ hay là họ chia tay em? Thường thì là cả hai đều thống nhất là chia tay nhau. Trời, tình yêu mà có thống nhất. Mới đầu thì do là quan niệm của hai nhà không hợp nhau. Tại khoảng 4 năm trước thì lúc đó em còn quá trẻ, mình cảm thấy sự nghiệp mình chưa có vững vàng, mà bên gái lại muốn một cái gì đó là cho nó ổn định hơn cho bạn nữ, có nghĩa là muốn kết hôn hoặc là muốn đính hôn trước. Em chưa muốn. Em thì chưa muốn. Rồi cái mối thứ hai. Mối thứ hai thì là quen chỉ được có vài tháng thôi. Sao mà mong manh quá vậy? Cái mối thứ hai thì giống như là vội vã yêu vội vã rời xa vậy đó. Như cả hai đến với nhau rồi cái mới bắt đầu làm quen. Đến rồi mới làm quen. Đến mới làm quen. Cái từ đến nó hơi rộng nha. Đến là đến đâu? Đến là đến dữ dội luôn. Đến dữ dội luôn rồi. Em gái ơi. Dạ. Em nghe chàng trai bên đây có bạn gái trước mà đến một cách dữ dội, em thấy sao? Em thấy hơi sợ. Đó, trời ơi, sợ rồi. Em gái tôi sợ. Đây, không có gì sợ hết. Sợ sao cưng? Tin. Sao cưng? Từ trước giờ là em chỉ có những, nói chung là những mối tình gà bông ngây ngô thôi ạ. Vậy là chị nghĩ là em hợp với cái bạn nắm tay. Em cũng đang lắng nghe là hai bạn nam chia sẻ như thế nào. Vậy có điểm mạnh. Đầu tiên phải kể tới là ca hát. Bên cạnh đó còn có nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, thùy mỹ nết na, nhân hậu. Ui trời ơi, thấy là chị thấy cuối cùng là quay trở lại là chị thấy em lại bắt đầu hợp với anh Linh rồi đó. Kiểu như là hai người bất chấp luôn đó, coi như là tự tin một cách ghê gớm luôn á. Không, bây giờ nè, hãy hành động đi, hát hò hót đi, hót đi, tôi về đây tôi nghe đó. Và em sẽ gửi tặng đến tất cả mọi người một đoạn trong ca khúc Nàng Thơ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, làm chiếu lên đôi tay những vết hờn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng mộng mơ, trả lại ai. Dạ, em xin hát quá trời luôn. Ngày hôm nay em tới với ai? Em tới với mẹ của em. Mẹ chào, ơi. Chào bác. Cô là mẹ có bé Tú Anh. Dạ. Cô tính từ Đồng Tháp. Xin chào chương trình và chào hai MC. Hôm nay thì cô thấy hai cháu trai đây thì cũng dễ thương, cũng thấy cũng được. Cháu Linh đó thì chắc cũng có hợp với gia đình cô, chút đỉnh. Dạ. Nhưng mà cô nói đây thì nó hợp vậy, nhưng mà ăn thua hai đứa trẻ. Rồi, con cảm ơn cô, hợp rồi đó. Em đi với ai?
Dạ, em hôm nay em tới chương trình với em gái của em, cũng là người đăng ký chương trình cho em luôn. Đâu em gái em đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, khán giả. Vỗ tay mọi người ơi. Dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Em nhói lòng em Đạt? Em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự chết mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời. Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà, anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao trả lời em? Không sao, anh sẽ là một chỗ để em chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Rồi bây giờ Linh nè, Linh đi với ai đâu? Hôm nay thì em đi với hai người em đồng nghiệp trong nghề. Dạ, lời đầu tiên em chào chương trình với lại chào hai MC. Thì em thấy chị ghế đỏ hợp với anh hơn. Chị ghế đỏ hợp anh hơn. Có ý kiến nào khác không? Em áo trắng. Trước mắt em đang là hai chị rất là xinh đẹp. Và đặc biệt là người đang ngồi cùng chiếc màu ghế với anh, có một dung mạo cực kỳ có tướng phu thê với anh. Trời ơi, nhìn sao hay vậy ta? Phu thê hả? Ha, nó cũng có đó nghe. Em mời bạn đồng nghiệp đi hay là mời thầy bói hay tướng không vợ, có lộn vậy? Nãy giờ người ta nói cặp kia phu thê. Dạ. Kệ. Mình vẫn tâm bình khí hòa, nhớ không cưng? Em mình tâm vẫn bình tĩnh. Tâm vẫn bình, tĩnh. Bây giờ mình đi với em trai phải không? Dạ, em đi với Sơn, em đồng nghiệp. Em đồng nghiệp. Dạ. Chào Sơn. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Chào Sơn. Dạ, em chào tất cả mọi người đang xem trường quay và hai chị. Anh Hàng là một người rất là vui tính, đặc biệt là rất là hòa đồng với mọi người, yêu thương gia đình và bạn bè xung quanh. Hai chị gái bên này thì rất là xinh, chị nào cũng xinh hết, ai thì cũng hợp được. Nhưng mà nhìn lên một chút thì có chị Lan. Có tướng đó là hợp với lại anh của em. Nói chung là nhìn sơ sơ thì tuyệt vời. Tuyệt vời luôn rồi. Tôi thấy hai chàng trai ở đây không biết làm sao, chứ tôi thấy ba anh ở dưới là anh nào cũng có cô để chấm hết trơn rồi đó. Thấy chưa, thấy đàn gái lên giá chưa? Ý kiến chỉ để tham khảo. Giờ người trong quan cuộc, quan trọng là người trong cuộc. Người trong đó. Cuộc. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn là người như thế nào hà? Em chỉ cần bạn gái cao tầm khoảng mét rưỡi trở lên là được. Mét rưỡi đến mét sáu trở lên có nha. Có mét cao nhiêu? Mét rưỡi đến mét sáu là được rồi. 58 rồi. Bé kia là cao nhiêu? Em cao 1m63. Trời, cũng như là bắn qua đây hai mũi tên luôn. Sao bây giờ mẫu người của em sao nè? Anh cao trên 1m65. Nói chung là thích đi ngao du với em, là giống như hay đi chùa đi chiền với em vậy đó. Tại em hay đi chùa lắm. Mẹ em là thích, rất thích đi chùa luôn, phù hợp với mẹ em luôn. Với lại phải chịu đựng em. Lâu lâu em kiểm tra điện thoại chút đỉnh thôi à. Không kiểm tra điện thoại nữa nha. Không, em cho Zalo, Facebook mật khẩu luôn cũng được. Trời ơi, hay quá. Kể bên vấn đề đó bình thường. Em được cái thoải mái. Rồi, em sao nè? Em thì không có hình mẫu lý tưởng đóng khung, nhưng mà em sẽ thích một bạn cao hơn em. Vẻ bề ngoài có thể trao chuốt một chút xíu. Còn về tính cách thì phải điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo. Điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo ấy ơi. Ui. Nó mặc vô tường rồi. Ai cũng đều có mẫu người lý tưởng rồi đó Tường. Thời gian trao đổi cũng đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái giai đoạn cũng quan trọng cho các bạn chạm mặt với nhau, để trò chuyện với nhau. Ở bên kia, ông Mai sẵn sàng chưa? Mọi chuyện đã ổn lành hết rồi. Ổn rồi thì chúng ta hãy mở cửa trái tim thôi. Mở cửa trái tim thôi nào bạn. Được. Cảm nhận thôi nào. Cảm nhận thôi nào. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Wow. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn nhau. Không cưỡng lại được. Nói đi, bốn bạn mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi. Cảm giác của em khi mà nhìn thấy bạn như thế nào? Thôi đi về. Thôi đi về luôn lại bảo táp phòng mà. Mình phải dùng con tim nha. Anh ơi, không có vội. Phải nhìn con tim nha. Sao? Hà? Dạ. Cảm nhận như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? Em thấy hai bạn trên gái quá cho nên em phải định hình lại tí. Rồi định xác đi. Định lên nè. Có hình chưa? Dạ có hình rồi. Tao hình mẫu hình nào? Mẫu hình bạn áo trắng. Áo gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Thì con em mách bảo theo thường mách bảo của con tim em. Hay lắm. Thì bây giờ đã mở cửa rồi. Thì hồi nãy là một cái game vui thôi. Mỗi game gọi là hoán đổi thôi. Chứ thật ra
cái vị trí đó là như thế này nha. Trả lại vị trí cũ. Trả lại vị trí cũ. Rồi thôi, mình nói cho hai bạn nữ thì nãy giờ nhà đàn trai có vẻ là hơi lấn át nhà gái, hơi quá. Lấn át quá. Tôi chưa nghe rõ những cô gái của tôi nói nhiều về cảm xúc. Cảm xúc em sao cưng? Trong lòng hơi bị bể hả chị? Bể hả? Lại tổn thương em. Khoan, nhìn em thấy quen lắm. Cho anh hỏi tí xíu, phải trai em làm nghề kim hoàng không? Dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? Dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi là trời. Nhà em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Được mẹ em mài dũa. Bây giờ tôi nói nghe nè, ông đừng có cố nắm níu hết á. Tôi nghĩ mình đã làm sai, mình phải nhìn nhận vô cái sai của mình. Tôi nghĩ là ông nên nói lời tạ tội đi ông ơi. Ê, đi đâu mà xách quá trời bánh vậy cha? Anh tặng em. Anh đặc biệt dành tặng em. Cái đòn bánh này là chính tay anh gói. Cũng may á, em là một đứa rất là mê, đam mê ăn uống. Ý là cái đòn kia là nhà gói, còn đòn này em gói. Đúng rồi, chính tay em gói. Đây là màn xin lỗi của Linh dành cho Tú Anh đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ mời em qua xin lỗi bạn làng. Xin lỗi sao khác bên đây nha. Còn ngại ngùng gì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Người còn ngại ngùng anh say đắm bao đó hoa. Ôi, gì vậy? Để trái tim ai lạnh ra. Khi trao con tim đến cho anh, rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mai. Đang trên đường đời hai lối. Nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác. Ủa? Tim em sẽ đau. Người ơi, anh đã hiểu tình em. Chị hiểu em luôn, em về chỗ. Không, chị phải nghe rõ cái lời nha chị. Thôi cũng được, dù sao bạn ấy cũng chân thành. Dạ. Em có món quà em xin gửi tặng hai bạn nữ ha. Rồi. Dạ. Nhân doanh nghiệp phải không? Rải đều luôn. Dạ. Trời ơi, con nhận. Anh tặng em cái món quà này là nó có thể trò chuyện lại với em nhưng mà nó nhắc lại lời em thôi ha. Nó khi nào buồn mà không biết nói với ai á, anh bận chẳng hạn thì em có thể nói với cái cây xương đồng này ha. Wow. Dạ, em cảm ơn anh. Anh cũng tặng em luôn ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thì bạn nam bên kia cũng hát thì em cũng chắc cũng phải là có một cái. Đúng rồi, hát em đứng đây hát. Hát dạ. Đứng bên cạnh đây hát dạ, nè, em đừng quay rồi. Về không? Đó. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh xin cảm ơn cuộc đời này, đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai, khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta vẫn sẽ không xa rời. Trời ơi, hay quá. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Các bạn đều là những bạn trẻ. Ở đây nhìn lên là thấy cả bốn bạn. Thật sự tôi thấy là ai cũng có thể hợp với ai. Thì bây giờ quan điểm một chút xíu về tình yêu, về cái chuyện ghen tuông đi. Thì không biết là Lan. Nãy Lan nói Lan rất là ghen. Không phải ghen là mình làm ầm ầm, mà cũng không phải là đụng gì mình cũng ghen. Với em giống như là anh ghẹo người khác đừng để em thấy, anh nói chuyện với người khác đừng để em thấy, anh có chụp lỡ chụp chung mà ôm yêu ớt ai anh cũng đừng để em thấy nha. Vậy là anh được chụp hả mà anh giấu em là được hả? À, đúng rồi, giống như khuất mặt khuất mày được rồi. Được rồi. Đừng cho bộ ra trước mắt nhìn chị không nổi. Em mà giận lên á, em không xài cây xương gồng giả này nữa, em xài cây xương gồng thiệt luôn á. Wow, đó là hình thức ghen. Thế còn em, trong cái ghen này em ghen như thế nào? Em đã yêu thì em sẽ tin tưởng. Với đã yêu với em thì người ta sẽ không bao giờ đi với người khác. Mà đã đi với người khác rồi thì họ không còn tình cảm với em nữa thì thôi, mình cho nhau hai lối đi. Em rất là tự do thoải mái trong tình yêu. Thì em cũng không thích mà bị ràng buộc quá. Em thích là quan tâm nhau bình thường thôi, rồi sắp xếp thời gian để gặp nhau. Rồi, còn em gái?
Có lẽ là công việc của em với anh Linh á là khá là giống nhau, cho nên là quan điểm về cái chuyện tình cảm cũng giống giống vậy. Vậy hả? Em không muốn quá là gò bó nhau, với lại em cũng hay kiểu chấp nhận lý do, cho em có lý do là được. Cho em hỏi anh một câu là điều gì mà của người bạn gái á sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất? Anh cảm thấy vui nhất là khi bạn gái của mình vui, là mình cảm thấy vui à. Khi nhiều khi mình đang làm gì đó, mình đi làm về mình mệt mỏi gì đó, chỉ cần thấy một nụ cười tươi thôi là lúc đó anh quên hết bao mệt mỏi. Ok anh Dingo, đáp án của em rồi đó. Em muốn đặt một câu hỏi cho anh là tại vì em cũng làm trong nghệ thuật, cho nên là cái điều gì mà anh cảm thấy khó khăn khi mà bạn gái mình làm trong nghệ thuật à? Anh nghĩ nếu mà làm nghệ thuật á thì chắc anh nghĩ về cái thời gian nó có không cố định, cho nên nếu mà người yêu anh ở trong nghề là thì anh cũng rất là thông cảm thôi. Tình yêu á thì không ai hợp với ai cả, mình chủ yếu là mình xây dựng với nhau thôi, mình cố gắng vun đắp cho nhau thôi. Anh là quê ở miền Trung á, thì không biết là cái quan điểm của gia đình em về yêu ở khác miền thì như thế nào? Gia đình em không có quan niệm là phải miền nào hết, quan trọng là em có thật sự tìm được niềm vui ở người bạn trai hay không. Với lại em cũng thích làm, muốn làm cho người lớn vui, cho nên là em khá là chiều, em cũng có khả năng là làm cho người khác vui, cho người khác thương em. Cho anh ngưng xíu luôn, để bé Lan nghiến răng quá rồi. Em à, bình tĩnh. Hồi nãy người ta đã nói rồi, là sao? Làm gì làm, sau lưng đừng có ngồi trước mặt người ta. Mà nghĩ sao mà ngồi trước mặt người ta mà. Hỏi thăm rồi. Cũng một câu hỏi đó em cũng muốn hỏi chỗ Lan luôn. Ba mẹ em thì người miền Tây mà cũng rất là dễ, không có chấp nhất. Nhưng mà anh về nói chuyện với ba mẹ em là anh có thay đổi được cái giọng nói, là phải nói cái giọng nam để cho ba mẹ em hiểu không? Thí dụ anh nói vậy là em nghe không? Nghe, ba em thì chắc nghe được. Tại ba em đi làm gặp nhiều khách hàng thì chắc có thể châm chế. Nhưng mà mẹ là không có nghe được. Trời, em yên tâm đi em. Miễn là thằng rể đó yêu thương con mình là ba mẹ đồng ý à. Nói chung là cái phần tìm hiểu nhau như đó thôi. Bây giờ nè, mấy bạn này mấy bạn trẻ, trẻ thì mình tương tác với nhau không có ngại ngùng gì hết. Thay vì bình thường mình cho lên nắm tay đồ ha, để mình coi có cảm xúc có điện truyền qua hay không, để mình test lại cái cảm xúc. Bây giờ thì cho em chơi một cái mini game. Dám chơi không? Chơi. Anh đại diện cho đàn gái. Chơi đàn trai ơi. Chơi sợ à? Chơi. Trên tay của Cát Tường hiện tại đó là hai dây kẹo tẩm đường rất ngọt ngào như hương vị của tình yêu. Mỗi bạn sẽ ngậm một đầu và thi hai đội có đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng, được không? Oh. Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi. Một, hai, ba, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy? Lụm lên, bậy bạ quá, nhanh lên. Sao cắn nẹ vậy? Nó dễ vỡ, nó em manh vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ. Đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ từ thôi nè. Ăn liên tục mà cứ ăn. Thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy anh ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm anh đứt dây là thua. Ăn đi, đi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó. Đó, đừng nên dùng tóc dài. Bên này ổn nè. Bên này đó, từ từ đang tiến này sát gần nhau rồi nè. Ôi, không ăn đâu. Em nhìn. Bây giờ em không ăn đi. Cà Lâm cái gì? Em không ăn đi, em ngậm đi cho ảnh ăn. Thôi em. Sao vậy? Sao Cà Lâm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa, sao bên đây Cà Lâm luôn rồi? Hả? Em nghe em đi. Em nhìn. Cái gì vậy? Cái cà. Ủa, sao gọi Cà Lâm luôn vậy? Vụ gì? Hả? Em nhìn cái miệng của ảnh. Cái miệng sao? Cái miệng tao dễ thương mà. Trời, bé bị gì vậy? Em nói không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được. Đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyên tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa, sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo. Bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Giờ mới chạm nè. Coi điện có truyền qua không? Rồi. Anh chị nhẹ nhẹ ngang giật em xỉu. Được, anh đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi, nắm. Cầm đi. Cầm tay nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có Cà Lâm không? Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Thôi. Anh thấy em sao? Em em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về, trả về.
Em có muốn nói gì không Linh? Trước khi mà đưa tới thời khắc quan trọng là không còn nói gì nữa. Chuẩn bị đến đoạn bấm nút rồi đó. Em thì cũng không biết nói gì hơn. Nếu như mà bạn nữ nào mà cảm nhận cái sự chân thành của anh thì bấm nút chọn anh. Anh cảm ơn nhiều. Bạn nữ nào luôn? Bạn nữ nào luôn, rồi. Ha. Dạ. 30 giây dành cho em để nói cảm xúc của mình hoặc là muốn nói gì đó. Với anh á, tình yêu nó đơn giản lắm. Chỉ cần bấm nút là mình ra về thôi. Thì hãy bấm nút với anh nhé. Anh ai bấm nút với anh nhé? Dạ, thì ai cảm nhận được cái tình cảm chân thành của em thì người đó sẽ bấm nút. Hai cô gái, mình có muốn phát biểu gì không? Mời em Linh. Em cảm nhận được sự chân thành của anh Hà. Còn thật ra anh Linh cũng rất là chân thành, tại vì anh luôn tạo ra tiếng cười cho tất cả mọi người. Thì đó là một điểm rất là tốt của anh. Em thì hơi dài dòng thì nếu mà anh nào chịu được cái sự dài dòng của em á thì hãy bấm nút chọn. Chịu bố các bạn đi vòng vòng không á. Em thì cũng đơn giản nhưng mà có cái tánh nó hơi khó chịu tí, nhưng mà em sẽ thay đổi được. Nếu mà anh nào thích em á thì cứ mạnh dạn. Rồi, bao nhiêu đó thôi. Và bây giờ sẽ đến tới thời khắc quan trọng, giây phút khoảnh khắc quyết định. Thưa các bạn, mỗi người hãy đặt tay vào hai cái nút bấm của mình, một nút màu đỏ, một nút màu xanh. Mình bấm cái nút màu nào là tương ứng với mình chọn cô gái hoặc là chàng trai ngồi trên ghế đó. Hoặc các bạn có quyền không bấm nút nếu chúng ta không cảm thấy rung động với bất kỳ một ai. Hãy suy nghĩ thật chín chắn, ghép đôi thần tốc. Đây là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Ngoài đẹp trai với phong độ ra thì em không còn mạnh gì nữa. Ưa ghen với lại hay lèm bèm. Em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Một tràng pháo tay cho cặp đôi trên cặp ghế màu xanh. Bây giờ nguyên tắc là khi mà đã bấm nút hẹn hò với nhau là phải hôn nhau. Mời hai bạn. Bạn nữ hôn em. Đó là tùy hai bạn tự thỏa thuận với. Hai người hôn nhau luôn cũng được. Vậy anh hôn tóc em đi. Đầu gội chưa? Gội rồi.